mình chẳng nói nhau câu gì, vì rằng ngày mai, 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 mai em bước đi cùng anh. Anh nhé ngồi vào một chiếc xe du lịch. Em có không đi, muốn giữ em thì đi. Như thế sao mình chẳng nói nhau câu gì? Có thấy sách không ạ? À? À, ngày hôm nay lãng mạn quá nhờ. À, ước gì mà tôi cũng có một người đến bên tôi. Anh ơi, 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 vô. À, mọi người đến đây lâu chưa? Giờ rồi. À, chúng ta cùng nhau qua giờ rồi đây cho hết 14 là tổ chức một buổi tiệc rất là vui cũng như là rất là ấm cúng ngày hôm nay được không ạ? Nói tiếp nhé. Em nói chuyện thôi. Nói chuyện luôn. Nói chuyện. Tôi gài là dính đều mấy bà ở đây. Bà hôm nay có chịu cho nói chuyện không? Rít kít quá ha, đi vô tới trong này luôn, ghê thiệt chứ. Giàu hơn tôi luôn. Bây giờ chúng ta hãy hát Hoa Hải Đường nhá. Được không? Được. Không khí ấm cúng như này chúng ta cùng nhau hát to, hát rõ lên được không? Dạ được. Đúng quá. Chưa ăn cơm chiều đúng không? Dạ. Có thiện ăn cơm chiều chưa? Dạ. Nãy giờ đi bộ vòng vòng để check in rồi, các thứ rồi sống ảo đúng không? Mặc bình cho đi thôi. Thôi thiệt ơi. Cảm ơn tình cảm mọi người rất nhiều nha. Bây giờ chúng ta cùng hát. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.